được xây dựng bằng những phiến đá dài khoảng 1,5 m, có những phiến thì dài tới 6 m, trọng lượng rơi vào khoảng 10 đến 20 tấn, được xếp chồng lên nhau mà không cần chất kết dính. Điều đặc biệt là trải qua hơn 600 năm nhưng mà hệ thống tường thành bao quanh vẫn còn khá là nguyên vẹn. Câu hỏi đặt ra cho các bạn đó là nơi tôi đang đứng đang là ở đâu? Để biết được câu trả lời thì các bạn hãy theo chân chúng tôi nhé. Với những dữ liệu vừa rồi thì chắc hẳn các bạn cũng sẽ dễ dàng đoán ra di tích lịch sử mà tôi muốn nhắc đến. Đó chính là công trình kiến trúc bằng đá độc đáo có 102 tại Việt Nam, Thành Nhà Hồ. Thành Nhà Hồ hiện nay nằm trên hai xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Trước đây được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397. Thành này còn được gọi là Tây Đô hay Tây Giai để phân biệt với Đông Đô Thăng Long Hà Nội. Xây xong thành, Hồ Quý Ly đã rời đô từ Thăng Long về Tây Đô. Em chào chị ạ. Đây là lần đầu tiên mà em được đến với di sản thế giới Thành Nhà Hồ. Thì không biết là chị có thể cho em biết được là những cái điểm đặc biệt gì của di sản thế giới Thành Hồ đã được UNESCO công nhận được không ạ? Điểm đặc biệt mà UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới của Thành Nhà Hồ đó là gồm 3 bộ phận chính. Bộ phận thứ nhất là di tích Hoàng Thành, là tòa thành đá kỳ vĩ mà Phương đang dừng chân. Và bộ phận thứ hai để Thành Nhà Hồ được công nhận là di sản văn hóa thế giới đó là di tích La Thành, cách Hoàng Thành khoảng 1 đến 3 km theo tất cả các hướng. La Thành được Nhà Hồ cho xây dựng vào tháng 9 năm 1399. Và bộ phận thứ ba đó là di tích Đàm Tế Nam Giao, cách cổng Nam Thành Nhà Hồ là nơi Phương đang dừng chân khoảng 2,5 km về phía đông nam. Đàm Tế Nam Giao được Hồ Hán Thương là con trai thứ hai của vua Hồ Quý Ly cho xây dựng vào tháng 8 năm 1402 tại núi Đống Sơn để làm lễ tế tao, tức là tế trời, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, vương triều trường tồn thị trị. Hoàng Thành được xây dựng trên một bình đồ gần vuông với hai mặt là mặt đông tây dài 877 m, mặt nam bắc dài 880 m, tức là các mặt thành này cách nhau gần 1 cây số, và diện tích trong khu vực Hoàng Thành là 77 hecta. Và cái điểm đặc biệt nữa đó là Thành Nhà Hồ được gọi là tòa Hoàng Thành bằng đá, được xây dựng bởi kỹ thuật đá lớn với độ nặng trung bình mỗi khối đá ở đây nặng từ 10 đến 20 tấn. Mà với sự gia công phẳng phiu, mạch đá được xếp xít sao, được chồng xếp lên nhau với độ cao khoảng chục mét, đạt tới trình độ cao cả về công năng quân sự lẫn yêu cầu thẩm mỹ. Và đây là một hiện tượng đột khởi, vô tiền khoáng hậu chưa từng có ở khu vực Đông Á. Khi mà em đến đây thì em rất là tò mò là tại vì sao mà khi ngày xưa ông cha ta chưa có những cái công nghệ hiện đại mà lại có thể xây dựng lên những cái tòa thành đồ sộ như thế này được ạ? Đúng rồi. Nét độc đáo nhất trong lối kiến trúc xây dựng cổng Thành Nhà Hồ đây mà Phương có thể quan sát đấy là kiến trúc vòng cuốn. Tương truyền rằng là để có thể lắp ghép được vòng cuốn này thì ông cha ta phải đẽo vào các phiến đá thành hình muối cam, muối bưởi, hình thang cân. Sau đấy là xếp chồng khít lên nhau theo hướng tâm dòng muối bưởi. Và do lực hút của trái đất, sức nặng của các phiến đá làm cho các phiến đá này tự nêm với nhau mà không cần chất kết dính. Có đôi chỗ ông cha ta sử dụng chất kết dính ở đây là mật mía, cộng vỏ sò và những chỗ rất là cần thiết. Còn bản chất của Thành Nhà Hồ chỉ xếp khô thôi. Nếu mà trọng lượng đá càng lớn ấy, thì độ nêm của nó càng tăng. Đặc biệt, qua hơn 600 năm cùng những biến cố thăng trầm của lịch sử và tác động của thời tiết, hệ thống tường thành còn khá nguyên vẹn, dù thời gian xây dựng rất gấp gáp, chỉ trong khoảng 3 tháng. Theo sử sách, trong thành còn rất nhiều công trình được xây dựng như Điện Hoàng Nguyên, Cung Diên Thọ, Đông Cung, Tây Thái Miếu, Đông Thái Miếu, Núi Thọ Kỳ, Dục Tượng, rất nguy nga, chẳng khác gì kinh đô Thăng Long. Tuy nhiên, trải qua hơn 600 năm tồn tại, hầu hết công trình kiến trúc bên trong Hoàng Thành đã bị phá hủy. Những dấu tích nền móng của cung điện xưa giờ vẫn đang nằm ẩn mình phía dưới những ruộng lúa của người dân quanh vùng. Ngay bây giờ bạn hãy cùng tôi đến với nơi được xem như cỗ máy thời gian để quay trở ngược về quá khứ, tận mắt chiêm ngưỡng lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Sau các cuộc khai quật khảo cổ quy mô lớn gần đây, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ mới đưa vào trưng bày nhiều cổ vật quý gắn với niên đại hình thành và tồn tại của kinh đô đá độc đáo được xây dựng cuối thế kỷ 14. Chiếm số lượng nhiều nhất trong số các hiện vật được trưng bày tại đây là những hiện vật được chế tác bằng đá.
Theo tài liệu lịch sử, đầu thế kỷ 15, để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Minh, nhà Hồ năm 1400 đến năm 1407 đã cải tiến vũ khí chiến đấu, cho ra đời súng thần công, còn gọi là thần cơ thương pháo. Súng sử dụng thuốc nổ để bắn các loại đạn đúc bằng chì, gang hoặc đá, có sức công phá tốt, hiệu quả sát thương, uy hiếp tinh thần đối phương rất cao. Tại đây còn lưu giữ những viên gạch xây thành, khi xưa có kích thước lớn và cấu trúc bền vững. Điều đặc biệt là trên mỗi viên gạch đều in và khắc chữ Hán, ghi tên khoảng 300 địa danh đã tham gia sản xuất gạch. Ngoài ra, còn có rất nhiều hiện vật tái hiện lại hình ảnh, kiến trúc của thành nhà Hồ khi xưa, như chiếc đầu kim phượng bằng đất nung có niên đại cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15 với hoa văn trang trí tinh xảo, rõ nét, hay đầu rồng đá thời Trần, Hồ, dùng trang trí kiến trúc bậc thềm cung điện. Thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, đồng thời nơi đây cũng được đài CNN của Mỹ đánh giá là một trong 21 di sản nổi bật và vĩ đại nhất thế giới. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, thành nhà Hồ chính là điểm du lịch tham quan lý tưởng cho những ai yêu thích lịch sử, yêu thích những vẻ đẹp vượt thời gian.